Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc mẫu hoa lan tám cánh hình xoắn ốc giống như thế này. Đây là cái mặt sau của cái hoa. Để móc cái bông hoa, trước tiên các bạn sẽ xoay chỉ vào ngón tay tạo thành cái vòng chỉ ma thuật cho mình. Để bắt đầu hàng móc thứ nhất, chúng ta móc lên 3 bính. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Sau đó các bạn lấy chỉ ra khỏi ngón tay. Chúng ta móc 15 mũi móc kép vào cái vòng tròn này. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Các bạn móc tiếp mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Mũi thứ bảy. Mũi thứ tám. Mũi thứ chín. Mũi thứ mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. Sau cùng, mũi kép thứ 15. Sau khi móc xong 15 mũi móc kép rồi, các bạn sẽ rút chặt cái sợi chỉ này lại. Và chúng ta móc một mũi dời vào cái trong móc xích thứ ba để kết thúc hàng móc thứ nhất. Vậy là chúng ta đã có được cái phần nhĩ hoa. Các bạn móc tiếp hàng móc thứ hai. Ở hàng móc thứ hai, các bạn móc lên 7 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau đó chúng ta bỏ chân móc thứ nhất. Các bạn móc một mũi móc đơn vào chân móc thứ hai để có cánh hoa đầu tiên. Tiếp tục, cánh hoa thứ hai chúng ta cũng sẽ móc lên 7 bính và một đơn vào chân móc thứ hai, thứ tư, năm, sáu, bảy. Sau đó bỏ chân móc thứ nhất, móc vào chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Chúng ta có cánh hoa thứ hai. Cánh hoa thứ ba cũng tương tự như thế. 7 bính, mũi thứ ba, tư, năm, sáu, bảy. Sau đó bỏ chân móc thứ nhất, móc một mũi móc đơn vào chân móc thứ hai. Chúng ta có ba cánh hoa đầu tiên. Các bạn sẽ móc 7 cánh hoa giống như thế này cho mình. Lúc này chúng ta đã vừa móc xong 7 cánh hoa rồi. Các bạn móc cho mình cánh hoa sau cùng, cánh hoa thứ 8. Ở cánh hoa thứ 8, chúng ta sẽ không móc lên 7 bính, mà các bạn chỉ móc 3 bính. Sau đó chúng ta cũng bỏ cho móc thứ nhất. Móc cùng chân với 7 bính đầu tiên này một kép. Vậy là chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ hai.
chia bông hoa ra làm 8 cánh. Các bạn móc tiếp hàng móc thứ ba. Ở hàng móc thứ ba, các bạn móc lên cho mình 6 bính. 4, 5, 6. Chúng ta móc một mũi móc đơn vào đây. Tiếp tục, các bạn móc cánh thứ hai cũng là 6 bính. 5, 6. Một đơn vào kế bên. Cánh thứ ba, 6 bính. 3, 4, 5, 6. Một đơn. Chúng ta cũng có 3 cánh đầu tiên. Các bạn móc cho đến cánh thứ bảy cho mình. Sau khi móc xong cánh thứ bảy rồi, các bạn móc tiếp cánh sau cùng, cánh hoa thứ 8. Ở đây chúng ta sẽ móc 6 bính. 3, 4, 5, 6. Sau đó là một mũi dời để kết thúc hàng móc thứ ba. Vậy là chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ ba. Các bạn móc tiếp cho mình hàng móc thứ tư. Ở hàng móc thứ tư, trước tiên chúng ta móc lên 3 bính và ghép. Và ở đây, các bạn sẽ móc vào cái chữ V ngược này cho mình. Chúng ta sẽ móc vào đây, tới đây, rồi quay ngược lại cái vòng bên ngoài. Trước tiên, các bạn sẽ móc cho mình 6 kép vào cái mũi kép này. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi tư. Mũi thứ năm. Sau cùng, mũi kép thứ sáu. Ba bính đầu tiên chúng ta tính là một kép, vì thế chúng ta có tất cả là 7 kép. Các bạn móc tiếp 7 kép vào cái chân móc này cho mình. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Thứ sáu. Sau cùng, mũi kép thứ bảy. Tiếp tục, chúng ta móc vào cái dây ở ngoài này. 4 mũi kép. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Sau khi móc xong 4 mũi kép rồi, các bạn móc lên 3 bính. Một đơn vào mũi bính đầu tiên để có được cái bông dâu. Sau đó chúng ta móc tiếp 4 kép còn lại. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Vậy là chúng ta có được cánh hoa đầu tiên. Các bạn móc tiếp cánh hoa thứ hai. Từ cánh hoa thứ hai trở đi, chúng ta móc trước tiên là 7 kép vào cái vị trí này cho mình. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư.
Mộ thứ năm. Thứ sáu. Sau cùng, mộ thứ bảy. Các bạn móc tiếp 7 kép lần thứ hai vào cái dây móc này cho mình. Mộ thứ nhất. Mộ thứ hai. Mộ thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Mộ thứ sáu. Sau cùng, mộ thứ bảy. Sau khi móc xong 7 kép lần thứ hai rồi, chúng ta móc tiếp vào cái dây móc ở ngoài này 4 kép trước tiên. Mộ thứ nhất. Mộ thứ hai. Mộ thứ ba. Mộ thứ tư. Sau đó các bạn móc lên cho mình 3 bính và một đơn vào trong móc đầu tiên. Tiếp theo là 4 kép còn lại. Mộ thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Vậy là chúng ta đã có được cánh hoa thứ hai. Các bạn móc tiếp cánh hoa thứ ba giống như cánh hoa thứ hai. Trước tiên chúng ta cũng móc lên 7 kép vào vị trí này. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Sau cùng, mũi thứ bảy. Tiếp tục, chúng ta móc tiếp 7 kép lần thứ hai. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Thứ bảy. Sau khi móc xong 7 kép lần thứ hai rồi, chúng ta móc tiếp vào cái dây móc ở bên ngoài 4 kép. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Tiếp tục là 3 bính. Một đơn. Sau đó là 4 kép còn lại. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Chúng ta có 3 cánh hoa đầu tiên. Ở 5 cánh hoa còn lại, chúng ta móc giống như cánh hoa thứ hai và thứ ba cho mình. Các bạn móc lần lượt đến cánh hoa sau cùng, cánh hoa thứ 8. Sau khi móc xong cánh hoa sau cùng, cánh hoa thứ 8,
Các bạn sẽ móc một mũi dời vào cái chỗ ba bính lúc bắt đầu của cánh hoa thứ nhất. Chúng ta móc một mũi dời vào đây. Sau đó các bạn cắt bỏ cái phần chỉ thừa đi cho mình. Như thế là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách móc cái hoa 8 cánh. Và đây là sản phẩm của chúng ta sau khi đã hoàn tất.